Ban Chỉ huy quân sự quyền Tri Tôn vừa tổ chức lễ tiếp nhận và bàn giao 16 xe mô tô cho lực lượng dân quân tuần tra các xã thị trấn. Tham dự lễ có Đại tá Nguyễn Lâm Đạt Thành, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, Bí thư quyền quỹ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyền Tri Tôn Cao Quang Liệp. Từ đó, 16 xe mô tô được Ban Chỉ huy quân sự huyện Tri Tôn dẫn động công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên liên doanh Antaco hỗ trợ hai chiếc trị giá 264 triệu đồng xí nghiệp khai thác và chế biến đá Cô Tô thuộc công ty 622, quân khu 9, hỗ trợ 4 chiếc xe trị giá 88 triệu đồng. Những xe mô tô này được trang bị cho ban chỉ huy quân sự 15 xã thị trấn và tiểu đội quân dân thường trực quyền tri tôn. Số xe này kịp thời bổ sung phương tiện giúp lực lượng dân quân tự vệ làm tốt công tác phối hợp với công an tuần tra kiểm soát an ninh trật tự, an toàn giao thông, khu vực nội địa và phối hợp ba lực lượng quân sự, công an, biên phòng, hai xã biên giới Lạc Quế, Vĩnh Gia trong tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.